chào quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube của công ty Thanh San Huy. Trưa ngày hôm nay, ngày 24 tháng 1 2019 thì mình tiếp tục quay trở lại nhà của anh khách hàng ở Đồng Nai, nâng cấp tiếp của đài âm thanh cho anh ấy. Hôm qua tủ máy của anh thì dùng 3 cục đẩy rất là nặng nề, với lại âm thanh cũng chưa được chuẩn. Thì hôm nay thì bên mình tiếp tục nâng cấp cho anh thêm một cái cục đẩy 4 kênh IT 1550 để thay thế hai cái cục đẩy cũ của anh ấy. Đó, thì bây giờ dàn máy rất là gọn nha. Một cái bàn mixer Dynacord, bàn mixer đời mới 2 Eco và xuống một cái cốt số 260 và ra hai cục đẩy. Thì một cục đẩy 4 kênh IT 1550 thì mình sử dụng cho một cặp full đôi và hai cặp full đơn 40 côn 75 và một cục đẩy C28, đây là đẩy hàng cũ của anh đấy. Thì mình đánh cho một cặp xúc đơn 5 tấc. Đây là bộ micro BBS. Đó. Và đây là tổng thể những thiết bị mà mình thay ra. Thì thứ nhất là một cái cục đẩy này BMW K6 4 kênh và một cục đẩy C20 hàng Việt Nam 48 sò và một cái lọc David 2231, một cái cốt 223XL và một cái bàn mixer Soundwrap EFX8 Line. Đây thì cái cục đẩy này á, thì nó là sử dụng 48 sò và tăng phô vuông bằng nhôm nha các bạn. Thì anh khách hàng kêu là khi mà đánh tầm 30 phút đến 1 tiếng thì bắt đầu âm thanh nó bị bể tiếng ca nhá. Thì hôm qua thì mình đã xuống nâng cấp mixer một cốt số cho anh ấy rồi và hôm nay tiếp tục nâng cấp thêm cục đẩy. Đó, và rồi lát nữa thì mình sẽ test thử cho các bạn nghe nha. Dàn này rất là nhỏ gọn nhưng mà âm thanh thì mình đảm bảo các bạn là nó vượt trội hơn cái hệ thống âm thanh cũ của anh ấy rất là nhiều. Tiếng sạch sẽ và chi tiết hơn. Vượt thì delay đã chỉnh sẵn cho anh luôn, EQ cũng đã căn sẵn cho anh. Thì cái này đi sau này đi show thì tùy theo không gian thì sẽ chỉnh thêm ở trên này cho nó dễ. Xuống dây phía sau thì đã gọn gàng hơn nhiều. Đó. Đây đây. Đây là dây nguồn. Anh đưa đẩy lớn đưa bát lên xem nào. Đưa bát lên.